anh xem con này của em được không? Như con tờ 6 luôn. Đấy là gì em nhỉ? Đến khoe xe à? Khoe là khoe thế nào? Xe quán anh cũng thiếu, hiểu không? Thì bên chú đến đây làm gì? Em nó độ con này ý hình như con tờ 6 rồi. Nhưng mà có một điểm nó là cái bô này anh ạ. Nó không được như con tờ 6. Em nghe danh của anh đã lâu rồi. Hôm nay anh phải xử lý cho em cái này. Muốn rú à? Muốn rú như bồn máy à? Rú như bồn máy luôn em. Xe của em đường đều là phân khối lớn mà. Khó. Kêu như Exeter hơi chán. Khó đấy. Khó là có thế nào? Đây một máy mà muốn như bốn máy. Em nói thật là em đi khắp nơi em độ rồi, không chỗ nào làm được. Thế em mới tìm đến anh. Anh không làm được nữa thì thôi. Muốn nổ như dép 1.000 đúng không? Dép 1.000. Bao tiền vào? Tao này khó đấy em, tao này khó đấy. Có tiền hay là có gì? Khó đấy, biết là khó đó. Một máy mà chú lại muốn nổ như bốn máy thì quá khó luôn. Đó. Khó nhưng mà anh vẫn làm được thì. Nối đắp chú ạ, thế đừng nói vấn đề tiền ở đây nhá. Em không có tiền. Tiền về tờ đấy, tờ polymer. Được rồi, thế em đi vào đây đi. Sao anh giải quyết em này. Anh xe độ, nhưng cho chú như xếp 1.000 luôn. Như xếp 1.000 luôn. Đi vào đây, đi vào đây. Ô, thấy như xong rồi đấy em ạ. Ô, nhanh nhá. Ở đây anh bảo nhân viên anh nó đẹp luôn nhá. Em ơi, đồ máy ấy. Cũng như là anh phải chịu lâu, cô nhanh nhá. Trời ơi, chú ngồi điều hòa mát. Đấy. Nghe chú vô độ. Đó. Lỗ như rét 1.000 luôn. Em về nhà lấy tiền. Kẻ rách này to mồm. Em về nhà lấy tiền. Ông lựa đi. Em về nhà lấy tiền.